Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình khui hộp và test các dòng sản phẩm laptop của kênh công nghệ TRD. Thưa các bạn, ngày hôm nay mình mang đến một dòng sản phẩm hoàn toàn mới được sản xuất 2020 của HP. Đó là chiếc HP ZBook Firefly phiên bản màn hình 15 inch. Chiếc máy này hiện cũng đã có tại thị trường Việt Nam nhưng chỉ có phiên bản màn hình 14 inch có giá bán lên đến gần 40 triệu đồng. Nhưng tớ mang về phiên bản i7 màn hình 15 inch sẽ có giá bán rất hời cho mọi người. Đây là một trong những chiếc Movie Workstation mỏng nhẹ cơ động nhất của HP tính đến thời điểm hiện tại. Trọng lượng của máy nó chỉ có 1.8 cân thôi. Và đây là một dòng máy thiết kế hoàn toàn mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui hộp tìm hiểu trong sản phẩm này. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ. Đây, thưa các bạn này. Con này tớ xách trực tiếp tại thị trường Mỹ về các bạn nhé. Đây các bạn sẽ thấy này. HP ZBook Firefly này, 15G7 các bạn nhé. Đây bạn biết tớ đặt về này. Năm nay là 15 bùng nổ của HP. Những chiếc máy mới bây giờ nó rất là đẹp luôn. Trang bị cấu hình mới và hiện đại. Thơm phức mùi nhà mới. Sách hướng dẫn sử dụng của HP này, có kèm theo hẳn một cái đĩa này. Ô, phiên bản này có cả ổ DVD, sao giờ còn đĩa như này. Xem các bạn thấy thôi chứ mỏng dính thì đâu giờ ổ DVD. DVD chỉ gắn ngoài các bạn ạ. Sạc ô van này, chân tay C này, 65W các bạn này, 65W này. Chà chà, siêu phẩm bom tấn 2020 của HP đây. Một cân 8 các bạn ơi. Á chà, quả logo rất mạnh mẽ luôn. Z thể hiện chữ ZBook nhưng không có chữ HP. Mà nhìn vào dòng máy thì chúng ta sẽ biết đây là dòng máy của HP này. Đây là cái điểm nhấn trên cái dòng máy HP bây giờ. Có cái kẻ chỉ như này. Rất khỏe khoắn, viền màn hình mỏng. Mà chúng ta có thể gặp như này. Toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm nguyên khối các bạn ơi. Tiêu chuẩn độ bền quân đội nha, STD80G. Này, nhìn bản lề rất là khỏe khoắn luôn. Nét hoàn thiện rất là cao. Cha cha. Đôi cổng thu mô kép này các bạn này. À không phải đâu, chỉ có một cổng thu mô, còn đây là cổng Type-C các bạn nhé. Type-C để cổng sạc. Cái này thì sẽ hỗ trợ các bạn băng thông lên đến 40G một giây. Còn cái này thấp hơn, cái này cắm vào để sạc. Đây là cổng HDMI. Chúng ta sẽ có một cổng USB và đây là thêm một cổng sạc nữa các bạn ơi. Sạc chân tròn, có nghĩa là chiếc máy này sẽ tích hợp hai loại sạc mà sạc trong máy chúng ta mang về nó là sạc Type-C. Còn đây thì mình đoán là khe cắm SIM, tí nữa mình sẽ tìm hiểu cái khe này là khe gì. Ở đây nó làm cái gờ như này thì các bạn mở máy nó sẽ đơn giản hơn này. Đấy, này các bạn sẽ thấy này, nó hơi bóp vào. Và cái máy chúng ta nhìn thì nó sẽ khá là mỏng. Ở bên này là lỗ khóa này, cổng USB này, cổng phone, cổng mic được tích hợp giao tiếp chuẩn 3.5. Nó sẽ hỗ trợ các bạn cắm các thiết bị âm thanh ra bên ngoài. Đây là đầu lọc thẻ SD. Bên dưới máy đây. Các bạn sẽ thấy là mở chiếc máy này ra cũng rất là đơn giản. Chỉ có những cái ốc này, chúng ta sẽ mở ra xem toàn bộ nội tạng bên trong máy này sẽ thấy. Còn những cái o nhỏ này sẽ là hút không khí và tản khí nóng đẩy ra đằng sau ở đây các bạn nhé. Tem Windows bản quyền. Thông số kỹ thuật của máy nó được in trên này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong máy cho phép được cất được những gì. Mời quý vị và các bạn đón xem nhé. Vâng, thưa các bạn thì mở chiếc máy này ra cũng đơn giản thôi. Mình mở một lúc thì đã ra rồi. Các bạn hoàn toàn có thể tự mở được, chỉ cần đúng tu vít là các bạn sẽ mở được các bạn nhé. Bên trong này các bạn sẽ thấy là có hai ống dẫn đồng. Ở đây thì chúng ta sẽ có CPU bắt 4 ốc, còn bên cạnh đó là GPU cắm hình rời đấy các bạn ạ. Quả pin này thì mình thấy ở đây thì nó hơi nhỏ một chút các bạn ạ. Dung lượng của pin thì mình đang nhìn xem nào. Bé quá. Dung lượng của pin thì hơi nhỏ các bạn ạ. Nó chỉ có 53W thôi, nhưng có lẽ là vẫn duy trì chúng ta dùng được khoảng 4 đến 6 giờ các bạn nhé. Các bạn ơi, máy thì sẽ có hai slot cắm RAM như này. Với RAM bus của nó là 3200 thì chiếc máy chúng ta có thể nâng cấp tối đa ở đây đó là 64GB RAM. Và đúng như mình phỏng đoán thì bên trong thì các bạn sẽ thấy là có RAM này. Có nghĩa là cái khe nhỏ vừa rồi để chúng ta có thể đẩy ra lắp SIM vào. Với RAM như này thì chúng ta có thể lắp 4G. Các bạn lưu ý thì phải lắp RAM vào thì mới bắt được dùng 4G nhé các bạn nhé. Đây là con Wi-Fi 6 này. Và đây là khe cắm ổ cứng SD bên cạnh này. Con này thì chỉ có một khe cắm ổ cứng thôi, hơi thiệt thòi một chút. Tóm tắt lại thì chiếc máy chúng ta sẽ cho phép các bạn nâng cấp chỉ có RAM tối đa đó là 64GB RAM, chuẩn RAM DDR4 bus 3200.
Ổ cứng này chỉ cho phép chúng ta lắp một cái và WAM. Nếu các bạn muốn lắp vào thì phải lắp thêm cả anten. Có WAM thì chúng ta mới dùng được mạng 4G các bạn nhé. CU và GPU gắn chết trên bo mạch chủ mà chúng ta sẽ không có khả năng nâng cấp. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào test chiếc máy này xem hiệu năng hoạt động thực tế nó ra sao. Mời quý vị các bạn đón xem. Vâng, thưa các bạn, thì thiết kế của chiếc HP này rất nhiều năm rồi thì nó sẽ thấy kiểu dạng như là thiết kế vuông thành sắc cạnh ấy các bạn ạ. Đây các bạn thấy là những điểm nhấn như này này. Khi các bạn phím của nó đều là hành trình vuông. Và cái màn hình thì có thể ngửa được như này các bạn nhá. Đó. Loa bang và sen của Đan Mạch này, các vân 3D này, rất là đẹp luôn. Cái này vừa tản không khí vừa tản loa bên trên. Cái mấm chuột này rất to. Chuột trái chuột phải các bạn bấm bình thường nhá. Đây, trái phải này. Đây là con chip bảo mật vân tay này. Tem coi 7 này. Hành trình bàn phím thì vô cùng tuyệt vời và có giấy phím phụ như này. Hỗ trợ các bạn nhập liệu bàn phím cực kỳ ok. Chuột checkpoint này, 30 năm rồi vẫn còn con chuột như này. Còn đây là chiếc màn hình 15.6 inch Full HD IPS với viền màn hình mỏng rất sexy. Và bên trên thì có hỗ trợ camera nhận diện khuôn mặt IR. Có camera thì sẽ giúp các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc trực tuyến. Còn camera như này thì nó sẽ mở máy bằng khuôn mặt chúng ta, kể cả buổi tối thì có mắt hồng ngoại nó sẽ quét mở máy cực kỳ chính xác và tiện dụng. Độ bảo mật tuyệt đối bây giờ. Máy này tính ra là có hai lớp bảo mật. Phần cửa đây là cả mặt vân tay này, bảo mật camera này, bảo mật BIOS này. Còn bảo mật Windows nữa, 4 lớp. Thì xin lỗi các bạn này, hacker nào cũng không thể mở chiếc máy của các bạn nếu không phải là chủ nhân. Nên dùng chiếc máy này cực kỳ an toàn. Bởi vì các dòng HP dòng này thì nó hướng đến người dùng doanh nghiệp mà. Test ổ cứng cho máy nhá các bạn nhá, đây này. Tốc độ đọc của ổ cứng khoảng 2,7 ghi gần 2,8 ghi một giây và tốc độ ghi khoảng gần 2,4 ghi một giây. Chỉ bảo mật vân tay này. Bluetooth 5.0 này. Camera các bạn thì thấy nó chỉ IR luôn này. Ổ cứng Kyocera. Cái này là thương hiệu con của Toshiba. Vega của nó là NVIDIA Quadro P520. Và trong khi đó đây là Vega On của nó là UHD Graphics 620 các bạn nhé. Xem con Vega là bộ nhớ như nào các chúng ta vào đây. Các bạn thấy là nó chỉ có 64 bit thôi. Đây các bạn thấy là. Và băng thông của nó cũng chỉ 5,5GB thôi, không hề cao các bạn ạ, nó chỉ bình thường thôi. 4GB DDR5. Wi-Fi được tích hợp là Wi-Fi 6 AX201 này. Đây là Wi-Fi nhanh nhất, Bluetooth nhanh nhất hiện nay, Bluetooth 5.0 và Wi-Fi. Đây con chip này, 10510U. Đây là con chip Comet-Lake với tiến trình sản xuất chip là 14 nanomet các bạn ạ. Cảm giác bấm phím nó rộng và thoải mái như này. Các bạn nhập liệu trong khối doanh nghiệp cực kỳ ok. Vâng, thưa các bạn, tớ đang test bằng phần mềm Fullmax. Các bạn sẽ thấy là việc có Vega rời thì kéo mức FPS lên được 16 các bạn ạ. Và nhiệt độ của CPU ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ C, khá cao ở chế độ 3D như này. Và đây chúng ta sẽ thấy là GPU ở ngưỡng khoảng 69 độ. Trong khi đó CPU ở ngưỡng là 93 độ, khá cao. Các dòng HP bây giờ thì các bạn thấy là cái khả năng tản nhiệt của nó thực sự là chưa được tốt. Ở chế độ 2D thì chúng ta sẽ có mức FPS khoảng 370-376. Nó sẽ nhảy tầm khoảng hơn 300-376 hoặc 380 gì đấy. Nhiệt độ sẽ ở mức khoảng dưới 70 độ. Thì một lúc thì nó sẽ ổn định. Và khi chúng ta bật ở chế độ 3D thì nó sẽ nóng hơn. Và các bạn có thể nghe thấy quạt nó chạy bằng tiếng gió rào. Chúng ta hoàn toàn có thể nghe thấy. Con này được cái là cái phong cách thiết kế rất lịch lãm luôn. Chế độ 3D thì nhiệt độ mình ở ngưỡng khoảng dưới 90 độ. Nó sẽ ổn định khoảng mức dưới 90 độ các bạn ạ. Cho CPU có vẻ như hơi nóng và làm mát không được tốt các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test đoạn video 4K như mọi ngày đấy ạ. Với phiên bản mình mang về thì chất lượng của màn hình ở đây chúng ta sẽ có là độ sáng 250 nits và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 72% LTSC. Phiên bản cao cấp nhất của phiên bản này nếu có thì nó là UHD các bạn ạ, 4K với độ sáng là 400 CD và tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB. Đây là phiên bản màn hình 4K, còn phiên bản chúng ta có đây là phiên bản màn full, độ sáng 250 nits các bạn nhé. Mình sẽ bật loa của nó này, loa này bang hoa sen này cũng rất là hay đấy các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là chất lượng của loa bang hoa sen thì tuyệt vời. Âm bass khá chắc. Và trong vòng khoảng 20 mét như mình như này thì nghe thoải mái, không
không cần phải cắm thêm tai nghe bất kỳ các thiết bị âm thanh nào từ bên ngoài. Với màn hình IPS góc nhìn rộng, các bạn có thể nhìn thấy đổi màu, đổi góc mà nó sẽ không bị lóa và chúng ta vẫn có thể nhìn rất rõ trên màn hình. Còn màn hình của HP thì nó có trắng, chống lóa rồi, các bạn có thể làm việc lâu mà không bị mỏi mắt đâu ạ. Tính bấm sướng này, rất là chắc luôn. Với chất lượng màn hình như này thì với phiên bản này thì mình đánh giá ở mức gọi là trên trung bình thôi. Còn chất lượng âm thanh thì tốt, sẽ cho ở thang điểm 9, còn màn hình thì cho ở thang điểm 8 thôi. Nếu mà chúng ta cần một chiếc màn hình xuất sắc thì các bạn sẽ chọn phiên bản đó là màn hình có độ sáng lên đến cao và 72% gam mút các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì với CPU đời 10 chip U, các bạn sẽ thấy là 4 lõi 8 luồng. Điểm số của nó lên đến 538 CB, sức mạnh bằng khoảng 60% so với i7-9700H. Những con CPU được sử dụng trên các dòng máy gaming và đồ họa các bạn ạ. Thực tế mà nói thì những chiếc Mobile Cushion thì bao giờ cũng được trang bị cấu hình khỏe đúng không? Nhưng chiếc máy chúng ta chỉ được trang bị cấu hình nó vừa vừa. Thì chiếc máy này nó sẽ phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thôi. Và công việc chủ yếu là đồ họa 2D và các tác vụ về mô phỏng mà nó không quá nặng thì chiếc máy chúng ta sẽ đáp ứng được. Bởi vì Vega của nó là 4GB đây, dòng P này thì nó cũng yếu các bạn ạ. Quad-Core P520. Con này thì nó cạnh tranh với mấy con như là ThinkPad P53 này các bạn ạ, P53S của Lenovo. Với Vega Quadro thì nó hỗ trợ đồ họa mô phỏng rất tốt các bạn ạ. Đây các bạn sẽ thấy là điểm đồ họa mô phỏng nó đẳng cấp hơn hẳn này, 114.23 fps. Trong khi đó thì với Vega như này thì các bạn sẽ thấy là mình test mấy con như là GTX như là 1650 thì điểm số của nó còn không đạt được ngưỡng như này các bạn ạ. GTX 1650 luôn hoặc 1660Ti thì nó mới có điểm số tầm như này. Các bạn biết là đồ họa mô phỏng của nó tốt so với dòng GTX nó như nào các bạn ạ. Mà đây mới chỉ là Vega 4GB bình thường đấy. Các bạn ơi, mình đang test tựa game Haro trên chiếc máy chạm này các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là chất lượng âm thanh rất tốt đúng không? Ở đây mức FPS chúng ta chơi game nó khoảng hơn 60 độ và game này thì không quá nặng. Các bạn sẽ thấy là GPU chúng ta sử dụng hết 99%, có nghĩa là hết sạch hiệu năng ở chiếc máy này. RAM đang dùng hết khoảng 6GB và nhiệt độ chơi game ở ngưỡng khoảng 70 độ C, trên 70 độ C. Đây là game 3D mà các bạn sẽ thấy nó tái tạo hình ảnh rất đẹp bởi màn hình chúng ta cũng có chất lượng khá tốt. Độ sáng thì hơi thấp một chút thôi. Với những tựa game tầm trung này các bạn yên tâm là cài những chiếc máy này chơi rất sướng các bạn nhé. Thoải mái để chơi. Còn những tựa game nặng hơn thì mình nghĩ là chiếc máy chúng ta sẽ không đủ cấu hình bởi vì trang bị chip U và Vega này cũng vừa phải thôi các bạn ạ. Nó không quá khỏe. Vâng, thưa các bạn, là mình vừa trải nghiệm xong với phiên bản đó là ZBook Firefly. Các bạn sẽ thấy đây là chiếc máy có thiết kế cực kỳ lịch lãm với vỏ máy bằng hợp kim nhôm CMC nguyên khối, trọng lượng của nó dưới 2kg. Thì đây được mệnh danh là một trong những chiếc Mobile Cushion mỏng và nhẹ nhất của HP tính đến thời điểm hiện tại. Nhưng thưa các bạn, thông thường các dòng máy ZBook thì các bạn sẽ thấy hoặc là các dòng Mobile Cushion, chúng ta sẽ có được trang bị dòng chip H và Vega của nó như là Quad Core RTX đúng không ạ? Nhưng chiếc máy chỉ được trang bị P520. Với mức giá bán hiện nay, một chiếc máy mới như này ở mức giá là trên 30 triệu thì rẻ hơn rất nhiều so với dòng kia. Chiếc máy này nó phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các bạn dùng lập trình mô phỏng, các bạn dùng các ứng dụng về đồ họa ở mức tầm trung, chơi những tựa game nhẹ thì chiếc máy nó sẽ hợp lý. Về khả năng tản nhiệt của chiếc máy này, các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của nó khá cao khi chúng ta làm ở chế độ đồ họa 3D. Còn khi chơi game thì ở ngưỡng khoảng dưới 70 độ C. Các bạn đã thấy là bên trong máy nó chỉ có một quạt tản nhiệt. Chính vì thế hệ thống làm mát thì có vẻ như chưa được ok cho lắm. Riêng về bảo mật của chiếc máy này có lẽ là không có gì để chê với camera nhận diện khuôn mặt IR, bảo mật vân tay và chúng ta sẽ có một lớp bảo mật BIOS theo HP giới thiệu chống xâm nhập phần cứng từ bên ngoài. Và kèm theo ở đây chúng ta sẽ có bảo mật Windows, tính ra là 4 lớp. Các bạn dùng cho doanh nghiệp thì yên tâm, chiếc máy là cực kỳ ok. Nếu các bạn dùng để kinh doanh, marketing hay là các bạn làm kế toán thì chiếc máy này phải nói là quá tuyệt vời. Thậm chí có thể dùng để chỉnh sửa các ghép video ở mức 4K. Nhưng chiếc máy nó sẽ cày kéo, nó sẽ hơi chậm một chút bởi vì CPU chip U, khả năng render của nó sẽ chậm hơn nhiều so với dòng chip H. Nhưng với mức giá bán hơn 30 triệu với thiết kế kiểu dạng lịch lãm như này, các bạn sẽ thấy nha, mình sẽ dùng thử này, các bạn gặp vào. Đây, cái mình rất thích cái logo như này. Và nhìn với kiểu dáng của nó thì đặc trưng của thiết kế của HP. Đấy, mỏng, nhẹ, cơ động và rất là sang, rất là lịch lãm và mạnh mẽ luôn. Rất thích chiếc máy này. Và thời lượng pin của chiếc máy có thể trụ được khoảng 8 tiếng cho chế độ làm việc thông thường. Mobile Cushion mà trụ được 8 tiếng, nhưng thưa các bạn, chip U nó mới trụ được thôi, chứ chip H thì chịu các bạn ạ.
Máy được kết nối Wi-Fi và Bluetooth mạnh nhất và nhanh nhất hiện nay, đó là Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Sẽ hỗ trợ các bạn kết nối với băng thông ra bên ngoài cực kỳ ok và cực kỳ nhanh. Kèm theo cổng kết nối ở đây chúng ta thì thấy là hai cổng Thunderbolt các bạn ạ. Hai cổng Thunderbolt và hai chân kiểu dạng cắm sạc. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ có sạc Type-C và có sạc chân tròn như này. Nếu có sạc chân tròn thì các bạn có thể sử dụng bình thường các bạn nhé. Chiếc máy có màn hình chất lượng thì mình đánh giá ở mức gọi là trên trung bình thôi. Màn hình con này thì chưa phải là xuất sắc cho lắm. Chất lượng của bàn phím ok, chất lượng âm thanh ổn các bạn nhé. Chống chỉ định cho các bạn làm đồ họa nặng cũng như chơi game chuyên nghiệp nặng trên chiếc máy này sẽ không phù hợp đâu. Chỉ phù hợp cho các công việc như vừa rồi mà mình nói. Đặc biệt các lập trình viên mà dùng chiếc máy này cũng cực kỳ sướng, bàn phím của nó mình bấm cũng rất là phê luôn. Vâng, thưa các bạn, là chương trình trên tay đánh giá và trải nghiệm xin đây là khép lại các bạn nhé. Có những dòng sản phẩm mới thì mình lại mang đây mổ xẻ, tư vấn và giới thiệu cho mọi người như thế này. Rất cảm ơn tình cảm của quý vị các bạn, kênh công nghệ của tớ đã vượt 100.000 sub rồi. Hy vọng là chúng ta sẽ tiến tới 200.000 sub nhanh chóng các bạn ạ. Các bạn ủng hộ Lương nhiều nữa bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những dòng sản phẩm công nghệ mới nhất tại Shop Công Nghệ TND nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.